Đây là loại dây sai lầm mình khi mình mua nha các bạn. Với loại dây này thì kích cỡ nó hơi nhỏ so với cái phần co chữ T này. Thì mình đã mua sợi dây này á, đúng chuẩn kích thước của nó và bám rất là chắc. Tại vì khi bám không chắc á, thì áp lực nước sẽ làm cho sợi dây nó sẽ bị văng ra khỏi ống nước. Do đó phải mua một loại đúng chuẩn. Thì hôm nay mình đặt trên Lazada và xác định là nếu mà sản phẩm chuẩn tốt thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nhất là các bạn nào trồng cây sân thượng á, dùng cái hệ thống tưới mini á, 12V đó, thì sợi dây này rất là cứu tinh nha tại vì nó đúng chuẩn của nó đúng chuẩn quốc tế sử dụng cho những cái loại co thì nó sẽ không có bị trường hợp như mình không bị văng dây thì có nhiều người chơi là không biết là mua tại mình thấy trên mạng rất là rẻ rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều thì nhiều người nói sợi dây không biết nó chuẩn hay không có chịu được thời tiết hay không và có đúng là chuẩn HDPE không thì mình sẽ minh chứng cho các bạn là mua hiện nay trên nền tảng app thì vẫn chuẩn nhiều khi còn rẻ hơn ở ngoài nữa và mình đang khui ra các bạn ha đầu tiên thì nó mình thấy rõ ràng là ba chục thước thì nó đóng gói rất là chuẩn nha thì với cái thước này á thì đủ để mình đi vòng vòng một cái khu vực ở trên sân thượng của cái việc trồng cây của mình thì nó quấn á, thì shop đóng gói cũng cơ bản ha không có hợp nhưng mà thực tế dây này chỉ cần bột ni lông thôi các bạn thì quấn thì họ quấn bằng keo hai đầu và đầu tiên mình thấy sợi dây này rất là chắc chắn nha Thấy lý do tại sao mình phải lọc mua giờ loại dây là HDPE Đây là loại dây có thể sử dụng được cái chịu chịu được cái thời tiết rất là tốt Nếu là mưa nắng ở trên sân thượng á, thì những loại dây nếu mà những loại dây mà trong trong màu trắng á, các bạn hay thấy anh nói anh xây dựng hay sử dụng á, thì nó không phù hợp nha Tại vì cái loại này thì nó chịu được thời tiết tốt hơn nó pha thêm một chất nữa là chống chọi được cái nắng á, nắng gắt và chịu nhiệt nữa đấy và chất liệu này thì hay cái là khi chúng ta bẻ cong chỉnh hướng ấy, thì nó không bị gãy mình sẽ bóp thử các bạn ha ở mức độ cong như thế này mình vẫn chưa bị gập nữa ha do đó đường ống nước của chúng ta khi mà tưới ấy, nó sẽ đi luôn tuồn luôn nó không bị gián đoạn không bị mất áp lực nước đấy là cái cách mình chọn sợi dây ha đó các bạn sạch trên Lazada là dây HDPE dây yeah, dây HDPE nha các bạn ngoài khả năng chống chịu thời tiết ấy, thì dây này ấy, chống chịu được khả năng mà khi bẻ cong như thế này và nó không bị gập khúc. Những thời điểm mà các bạn cần phải bẻ khúc á, à đi vào những cốc cua nhỏ á, thì cái dây này không có bị xẹp mà không biến dạng đi. Khi mình bóp cái ngón tay mình bóp vào nè ha, thì nó trở lại hình dạng ban đầu ngay khi mình buông ra. Và loại dây này thì khá là phù hợp cho các bạn nào tưới gia đình và cái thước dây này á, nó là 8 ly nha các bạn. Dây 8 ly, dây 8 ly thì sử dụng là khi mà cái đường đi cuối cùng của ống nước á, thì đến những chi nhánh nhỏ nhỏ thì chúng ta sử dụng là 8 ly còn trường hợp các bạn nào đi dẫn nước xa quá thì từ từ 12 ly kéo dài ra đến những cái nhánh mà cần chia ra thì các bạn chia nhỏ ra là 8 ly thì nó sẽ giữ được cái lượng nước cũng như áp sức nước á, ổn định hơn đấy, là cái cách mình sử dụng trên sân thượng để mà tưới cây á, trồng rau ở trên sân thượng á, các bạn thì ở Sài Gòn thì việc tưới cây trồng rau mà tự trồng cây á, thì đang là xu hướng tại vì rau bây giờ cũng rau sạch rất là khó kiếm các bạn. Nhớ đa số mình thì bây giờ mình tự trồng. Và dây các bạn thấy tiết diện dây nó cũng vừa đủ. Độ dày nó khoảng hơn nửa ly một tí. Nhưng mà cái độ đàn hồi nó rất là cao. Các bạn nha. xem nè, mình bóp mà. Mình bóp và Bóp rất mạnh, buông ra thì nó trở lại như cũ. Bóp rất mạnh nè Buông ra trở lại như cũ. Và cái loại dây này thuộc dạng dây tốt, hàng loại A. do đó, mình sẽ để đường link cho các bạn mua được cái hàng loại tốt này nha như mình đã nói ngay từ đầu đây mình review khách quan có sao nói vậy và cái loại sản phẩm này nó phù hợp cho các bạn gắn vào những cái phần chữ T á, chi nhánh ra để mà tưới những cái gốc cây á, cần thiết á. thì cái dây này nó bám chặt hơn so với những cái loại dây khác công nghệ nano này nọ nhưng mà thật sự khi mà gắn vào á nó thiếu có một khoảng nửa nửa ly thôi nhưng mà khi gắn vào nó bám không có chắc các bạn mà khi mình quấn keo á, thì mình đút vô á, thì nó lại tuột ra do đó chúng ta chọn loại dây chuẩn đã và loại dây mình đang mua là chuẩn nha Nó rất là chuẩn luôn Nó đúng là 8 ly thật nha các bạn Rồi Khi đúng cho 8 ly á, thì đúc vào cái phần chữ T nó khích luôn Thì lát mình sẽ minh chứng cho các bạn xem Là khi mình đúc vào nó chuẩn như thế nào Và ống dây này thì khi mình làm á, thì mình sẽ tháo ra luôn Để khi mà đi dây nó dễ nha Và sản phẩm này mình cảm thấy ưng ý Và chắc chắn mình sẽ để đường link cho các bạn mua được nha Sản phẩm này các bạn thấy là Nó đâu thu kém gì những cái tiệm điện ở ngoài đó các bạn như đó, không phải lo nha, mua trên app luôn nha các bạn Theo của đường link mình để ở dưới góc mô tả bài Hoặc ở trong bình luận, mình sẽ để đường link các bạn nhấn vào đường mua đường link Lazada Đấy. Có nhiều bạn không biết mua ở đâu thì mình hướng dẫn như vậy ha Bây giờ chi tiết mình sẽ test thử nha Đây, đây là cái phần chữ T mình nói nè đó, Khi gắn vào, khi kích thước nó không đủ, á, dây nó không đủ Kích thước, á, đường kính nó không đủ, khi gắn vào nó lại tụt ra đó, Khi tưới áp lực cao, á, thì tuột ra Ví dụ dây này nè các bạn, ha, dây công nghệ nano này nè Khi gắn vào nó chỉ thiếu có nửa ly thôi nhưng mà khi gắn vào nó là không bám được nó không phù hợp được nha rồi cái loại này thì lại phù hợp nha cái loại nano thì tưới UV được nha tưới những cái hệ thống lớn thì được những cái loại mà hệ thống nhỏ như mình á, thì nên chọn loại dây chuẩn thì cái loại dây của shop này bán rất là chuẩn nha đó là 8 ly thật và 8 ly này á, gắn vào một cái là khích luôn để gắn vào một khích luôn đấy các bạn thấy mình chi nhánh không đó chia những cái nhánh nhỏ để hướng về các chỗ để để mà tưới những vị trí khác nhau á đấy, thì mình cần những cái chữ T này nè và rất là khớp luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình nhé.